Shop Zippo Sưu Tầm xin chào cả nhà. Hôm nay mùng 5 Tết, xin chúc cả nhà có một năm mới may mắn thuận lợi và bình an nha. Hôm nay em gửi đến cả nhà mình một cây Zippo quân đội 1987 New Full Box, chủ đề US Army quân đội Hoa Kỳ. Zip được sản xuất vào năm 1987, ba la mã, trong tình trạng New Full Box, sản xuất nội địa Mỹ. US Army zin hãng khắc ăn mòn mạ rơm. Anh em sưu tầm dòng quân đội thì không thể bỏ lỡ cây này nha. Những cái cây mà khắc ăn mòn mạ rơm rất là hiếm trên thị trường, đặc biệt là các bạn nội bản nội địa Mỹ. Tất cả các góc cạnh trong tình trạng liền lạc, đẹp, hoàn hảo, nguyên zin, không có lỗi nha anh em. Mời anh em xem qua phần máy bên trong nắp. Đó, ruột rất đẹp, được bảo quản rất tốt, chưa có vết chày hai bên nắp. Hai bên hông ruột, lưỡi gà vuông, chuẩn đời 1987. Phần nắp Zippo thì rất là sạch sẽ, hai bên hông chưa có vết chày xước, chưa có vết ám khói. Và cái phần bản lề trên, chỗ tiếp giáp với búa, chưa có dấu chày luôn nha anh em. Cây này được bảo quản rất là tốt. Đa số thì nó có sẽ một cái vết chày nhỏ do mình khi mà mình mở nắp ra, cái búa nó cọ lên cái bản lề. Cây này em xin giao lưu với giá 3.000k. Anh em cho em xin một like, một subscribe để em lên được nhiều Zippo hơn ạ.